Em chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Hôm nay là tuần thứ hai chúng ta gặp nhau môn công nghệ 8. Thì ngày hôm nay bài tương đối dài, tích hợp giữa hai bài 46 và 44 và bài 46, nên chúng ta sẽ vào học bài mới luôn, sẽ không nhắc lại những kiến thức mà chúng ta học ngày hôm trước. Chúng ta cùng bài học ngày hôm nay là bài 44 và 46, đồ dùng điện, đồ dùng loại điện cơ, quạt điện và máy biến áp một pha. Phần nội dung kem tự học phần 1 la mã, 2 nhỏ, 3 nhỏ và 1 ba la mã của bài họ bài 44 kem sẽ tự học. Mục tiêu bài học hôm nay, chúng ta biết về kiến thức, hiểu được cấu tạo, cách sử dụng động cơ điện một pha và quạt điện, biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha. Qua bài học này, ta có ý thức sử dụng đồ dùng điện an toàn, hiệu quả. Rồi, em nào hãy cho cô biết năng lượng đầu vào của động cơ điện là gì? Năng lượng đầu vào của động cơ điện là gì? Năng lượng đầu vào của động cơ điện là điện năng. Năng lượng đầu ra của động cơ điện là cơ năng. Như vậy, cơ năng của động cơ điện được dùng để làm gì? Cơ năng của động cơ điện là nguồn động lực để làm quay máy công tắc. Chúng ta vào một la mã động cơ điện một pha. Một nhỏ cấu tạo, đây là cấu tạo của máy biến áp một pha. Đây là máy biến áp một pha sẽ gồm hai bộ phận chính, stator và rotor. Rồi để bây giờ mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về stator và rotor. Chúng ta A nhỏ, ta to hay còn gọi là phần đứng yên. Rồi bây giờ các em quan sát hình. Đây là bộ phận ta to của chúng ta. Nêu cấu tạo của ta to. Bây giờ các em quan sát hình và nêu cấu tạo cho cô. Gồm mấy bộ phận á. Cấu tạo. Ta to gồm thứ nhất là lõi thép, cái phần phía ngoài là lõi thép. Thứ hai là dây quấn, đây là các dây quấn được quấn lại với nhau, dây quấn. Chức năng của ta to là sẽ tạo ra từ trường quay. Lõi thép và dây quấn được làm bằng vật liệu gì? Các em trả lời cho cô, lõi thép và dây quấn được làm bằng vật liệu gì? Đây là hình lõi thép. Như vậy, lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành trụ rỗng. Mặt trong có các cực hoặc các rãnh để quấn dây điện từ. Cô nhắc lại các em, lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành trụ rỗng. Mặt trong có các cực hoặc các rãnh để quấn dây điện từ. Thứ hai là dây quấn. Dây quấn làm bằng dây điện từ được đặt cách điện với lõi thép. Bây giờ các em sẽ ghi bài cái phần có cuốn tập, chúng ta sẽ ghi bài vào. Lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện được ghép lại thành trụ rỗng. Mặt trong có các cực hoặc các rãnh để quấn dây điện từ.
Thứ hai, dây quấn làm bằng dây điện từ được đắp đặt cách điện với loại thép. Chúng ta xem phần B nhỏ, rotor hay còn gọi là phần quay. Đây là hình phần rotor của chúng ta. Số 1 là lõi thép. Thứ 2 là thanh dẫn lồng sóc. Thứ 3 là vòng ngắn mạch. Rotor gồm lõi thép và dây quấn. Chức năng của rotor là làm quay máy công tác. Như vậy, rotor thì có hai bộ phận. Thứ nhất là lõi thép và dây quấn. Chức năng của rotor là làm quay máy công tác. Đây, hình ở trên là phần lõi thép của chúng ta. Hình ở dưới là dây quấn. Rồi, em hãy trả lời cho cô lõi thép và dây quấn của rotor có cấu tạo như thế nào? Lõi thép làm bằng lát thép kỹ thuật điện, ghép thành khối trụ, mặt ngoài có các rãnh. Thứ hai, dây quấn kiểu lồng sóc, gồm các thanh dẫn, đồng, nhôm đặt trong các rãnh của lõi thép, nối với nhau bằng vòng ngắn mạch ở hai đầu. Kem ghi bài vào. Lõi thép làm bằng lát thép kỹ thuật điện, ghép lại thành khối trụ. Mặt ngoài có các rãnh. Thứ hai, dây quấn kiểu lồng sóc, gồm các thanh dẫn, đồng hoặc nhôm đặt trong các rãnh của lõi thép, nối với nhau bằng vòng ngắn mạch ở hai đầu.
ta sang hai nhỏ sử dụng. Em hãy nêu các ứng dụng của động cơ điện trong sản xuất và đời sống. Động cơ điện một pha được ứng dụng. Động cơ điện được ứng dụng trong sản xuất và đời sống như thế nào? Ứng dụng của động cơ điện trong sản xuất và đời sống được ứng dụng trong, được đặt trong các máy khoan. Đây là hình máy khoan đặt trong các máy khoan, máy xay sát, máy tiện, máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh, máy đánh trứng, máy xay sinh tố, quạt điện và máy bơm nước. Khi sử dụng động cơ điện cần lưu ý những điều gì? Khi sử dụng động cơ điện cần lưu ý những điều gì? Khi sử dụng động cơ điện cần lưu ý một các điểm sau. Thứ nhất, điện áp đầu vào của động cơ điện không được lớn hơn điện áp định mức của động cơ. Không để động cơ làm việc quá công suất định mức. Cần kiểm tra và tra dầu mỡ định kỳ. Đặt động cơ chắc chắn ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió và ít bụi. Động cơ điện trước khi dùng cần phải dùng bút thử điện để kiểm tra. Em ghi bài vào. Cần lưu ý, một số lưu ý khi chúng ta sử dụng. Thứ nhất, điện áp đưa vào động cơ điện không được lớn hơn điện áp định mức của động cơ. Thứ hai, không để động cơ làm việc quá công suất định mức. Thứ ba, cần kiểm tra và tra dầu mỡ định kỳ. Thứ tư, đặt động cơ chắc chắn ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió và ít bụi. Cuối cùng, động cơ điện trước khi dùng chúng ta cần phải dùng bút thử điện để kiểm tra.
Chúng ta sang phần hai La Mã quạt điện. Một nhỏ cấu tạo. Kem quan sát hình ảnh nêu cấu tạo của quạt điện. Kem nêu cấu tạo của quạt điện. Quạt điện các cấu tạo thứ nhất, số 1 là động cơ điện, số 2 trục động cơ, số 3 cánh quạt, số 4 là công tắc để bật quạt đó, số 5 là vỏ quạt. Như vậy quạt điện gồm hai bộ phận chính. Thứ nhất là động cơ. Đây là hình động cơ của quạt điện mình. Thứ hai là cánh quạt. Đây là cánh quạt. Như vậy, quạt điện sẽ có hai bộ phận chính. Thứ nhất là động cơ điện và thứ hai là cánh quạt. Như vậy, cánh quạt chúng ta có các loại cánh quạt như 3 cánh, 5 cánh. Đây là các cánh quạt. Vậy vật liệu để chế tạo ra cánh quạt là gì? Vật liệu để làm nên cánh quạt. Đây là vật chúng ta có vật liệu. Cánh quạt được lắp với trục cơ điện. Cánh quạt làm bằng nhựa hoặc kim loại, được tạo dáng để tạo ra gió khi quay. Như vậy, cánh quạt sẽ được làm bằng nhựa hoặc kim loại, được tạo dáng để tạo ra. Chúng ta sang hai nhỏ nguyên lý làm việc. Em hãy nêu nguyên lý làm việc của quạt điện. Nguyên lý làm việc của quạt điện. Khi đóng điện, động cơ điện quay, kéo cánh quạt quay theo và tạo ra gió và làm mát. Rồi, vai trò của động cơ điện là gì? Vai trò của cánh quạt là gì? Nêu vai trò của động cơ điện và cánh quạt. Như vậy, động cơ điện sẽ làm quay cánh quạt và cánh quạt sẽ tạo ra gió. Kem ghi bài vào. Khi đóng điện, động cơ điện quay, kéo cánh quạt quay theo và tạo ra gió. Động cơ điện sẽ làm quay cánh quạt và cánh quạt sẽ tạo ra gió và làm mát. Trang ba nhỏ sử dụng. Khi sử dụng quạt điện, chúng ta cần lưu ý những điều gì? Khi sử dụng quạt điện cần lưu ý: cánh quạt quay nhẹ nhàng, không bị rung, bị lắc, bị vướng cánh.
sử dụng quạt điện, chúng ta cần lưu ý cánh quạt phải quay nhẹ nhàng, không bị rung, bị lắc, bị vướng cánh. Chúng ta phải thường xuyên lau chùi quạt, kiểm tra dầu mỡ định kỳ. Một số loại quạt điện. Chúng ta sang ba la mã đặc điểm của máy biến áp một pha. Máy biến áp một pha là thiết bị dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha. Chúng ta sang một nhỏ cấu tạo. Bốn hình 46.1 máy biến áp một pha thường dùng. Hình 46.2 là cấu tạo máy biến áp một pha. Thứ nhất, số 1 bên hình 46.1 là lõi thép, số 2 là dây quấn. Quan sát hình 46.1. Số 1 là hai ổ lấy điện ra, số 2 là vôn kế, số 3 là ampe kế, số 4 là núm điều chỉnh, số 5 là automat. Rồi, theo em máy biến áp một pha có mấy bộ phận chính? Máy biến áp một pha gồm hai bộ phận chính: lõi thép và dây quấn. Rồi, quan sát lõi thép. Lõi thép là số 1 ở ngoài là lõi thép. Thứ hai là dây quấn. Ngoài ra máy biến áp còn có các bộ phận nào? Nhìn vô máy biến áp còn có các bộ phận. Ngoài ra còn có vỏ máy, đồng hồ, các núm điều chỉnh. Như vậy, lõi thép thường được làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành một khối dùng để dẫn từ. B. Dây quấn. Dây quấn làm bằng dây điện từ quấn quanh lõi thép. Giữa các vùng dây có cách điện với nhau và cách điện với lõi thép. Có hai loại dây quấn là dây quấn sơ cấp nối với nguồn điện có điện áp là U1 và N1 vòng dây. Dây quấn thứ cấp lấy điện ra để sử dụng có điện áp là U2 và N2 vòng dây. Kem ghi bài vào.
chúng ta sang hai nhỏ nguyên lý làm việc. Cô sẽ trình bày nguyên lý làm việc cho các em nghe. Thứ nhất, số 1 là dây quấn sơ cấp. Số 3 là lõi thép. Số 2 là dây quấn thứ cấp. Khi máy biến áp làm việc, điện áp đưa vào dây quấn sơ cấp là U1. Trong dây quấn sơ cấp có dòng điện. Nhờ có cảm ứng điện từ giữa dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp, điện áp lấy ra ở hai đầu của dây quấn thứ cấp là U2. Qua nguyên lý làm việc, các em trả lời cho cô câu hỏi: nhờ có hiện tượng gì mà dòng điện từ dây quấn sơ cấp chuyển sang dây quấn thứ cấp? Sẽ nhờ có hiện tượng cảm ứng điện từ. Qua nguyên lý làm việc, chúng ta có tỷ số điện áp của hai đầu dây quấn bằng tỷ số vòng dây của chúng. U1 trên U2 bằng N1 trên N2 bằng K. K là hệ số biến áp. Điện áp lấy ra ở thứ cấp U2. Theo suy ra U2 bằng U1 nhân N2 trên N1. Các em ghi bài dạng. Rồi, các em trả lời cho cô, máy biến áp có U2 lớn U1 được gọi là máy biến áp gì? Máy biến áp có U2 lớn U1 được gọi là máy biến áp tăng áp. Tương tự, máy biến áp có U2 bé hơn U1 được gọi là máy biến áp gì? Là máy biến áp giảm áp. Chúng ta sang ba nhỏ, các số liệu kỹ thuật. Chúng ta có các số liệu kỹ thuật, công suất định mức, đơn vị là volt, tính là ký hiệu là VA, được gọi là volt ampere, kilovolt ampere, điện áp định mức, đơn vị là volt, dòng điện định mức, đơn vị là ampere. Các em ghi bài vào. Các số liệu kỹ thuật, công suất định mức, đơn vị là volt ampere, kilovolt ampere, điện áp định mức, đơn vị là volt, dòng điện định mức, đơn vị là ampere.
chúng ta sang 4 nhỏ sử dụng. Khi chúng ta sử dụng, chúng ta cần lưu ý điện áp đưa vào không được lớn hơn điện áp định mức. Không để máy biến áp làm việc quá công suất định mức. Đặt máy biến áp nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng gió, ít bụi. Thường xuyên vệ sinh và kiểm tra cách điện. Rồi bây giờ chúng ta bước sang hoạt động củng cố để xem lại các em có nhớ lại kiến thức mà ngày hôm nay chúng ta học hay không. Câu 1, năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra của động cơ điện là gì? Nhớ lại năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra của động cơ điện là gì? Năng lượng đầu vào là điện năng và năng lượng đầu ra là... Câu số 2, động cơ điện một pha gồm những bộ phận chính nào? A. Stator, lõi thép và dây quấn. B. Stator và rotor. C. Stator và dây quấn rotor. D. Rotor và lõi thép. Chúng ta chọn như vậy, động cơ lại như vậy, động cơ điện một pha chúng ta có mấy bộ phận chính? Sẽ có hai bộ phận chính, stator và rotor, chọn đáp án B. Câu 3, chức năng của máy biến áp một pha. A. Biến đổi dòng điện. B. Biến đổi điện áp. C. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha. D. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. Như vậy chức năng của máy áp một pha là câu C. Cấu tạo của máy biến áp một pha gồm mấy bộ phận chính? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Như vậy cấu tạo máy biến áp một pha là hai bộ phận chính. Mình chọn câu A. Chúng ta đã học xong nội dung bài học ngày hôm nay. Các em học thuộc bài 45-46 này và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, đọc và chuẩn bị trước bài sử dụng hợp lý điện năng, tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình. Bài học hôm nay là kết thúc. Cô chào các em.